Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 15. Một câu Phật hiệu này chân thật mà niệm giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải trong cuộc đời này quý vị. Giống như những đức gặp một cái cô này, cô kể những đức nghe rằng cô bị bệnh xương sống, thoái hóa cột sống, nhức đau không tưởng tượng được. Có nghĩa là giống như ngồi mà giống như là bao nhiêu mũi kim nó chích vào xương sống, chích vào trong tỷ xương gì trong đau, đau không tưởng tượng được. Chứ đừng nói chi mà nói là lễ Phật, nghĩa là bác sĩ khuyên là không nên tác động đến luôn, chứ đừng nói chi mà lễ Phật. Vậy mà khi mà cô nghe những đức giảng, cô niệm Phật, rồi cô tập từ 20 lễ Phật. Mà cô nói rằng cái lễ đầu tiên cô lễ nó giống như là cô đau, cô chảy nước mắt và cô niệm Phật lớn lên, giống như kêu cầu Phật cứu con. Nhưng mà từng lại, rồi đến 20 lại, và tới khi cô lại được 45 lại, rồi lễ thời khóa 45 phút ổn định hết. Rồi sau này cô lại được 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, và cô lại được 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì coi không tưởng tượng được. Và cô bây giờ cô nói rằng xương sống cô rất khỏe, rất tốt. Lễ Phật là giống như là một phương pháp vừa giúp cho tâm trạng an lạc và giúp cho cô càng sức khỏe tốt hơn. Thì coi đúng là niệm Phật lễ Phật, sự cảm ứng bất khả tư nghị, giống như uống nước nóng lạnh tự uống tự biết. Cô gặp những đức cô kể mà cô nói nó rưng rưng nước mắt, cô nói là cảm ơn mình hướng dẫn cô và được lợi ích lớn như vậy. Còn có một cái cô này bị lắc đầu vậy nè. Giống hệt như là hồi xưa những đức mới vô chùa tu cũng có một cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu mà bà cụ lắc đầu. Bà niệm Phật hết lắc đầu. Cái cô này cô lắc đầu nghe, lắc đầu như này, lắc đầu. Cô nói là thầy ơi, con lắc đầu mà lúc xưa con chưa nghe thầy giảng, không biết Phật pháp. Thầy biết rằng là con muốn ngưng lại cho nó đừng lắc nữa mà nó cứ lắc. Con muốn ngưng lại cho nó đừng lắc nữa mà nó cứ lắc. Khi mà con nghe thầy giảng rồi tự nhiên biết sao con hiểu. Con nói mình càng muốn ngưng lại thì nó càng lắc. Giống như thầy giảng, mà khi ngày xưa thầy mới đi phụ bếp mà người ta chửi thầy, thầy cố gắng để cho người ta đừng chửi, người ta vẫn chửi. Sau này thầy chủ động là tại sao giờ này chưa chửi. Con nghe một cái là tự nhiên con chủ động luôn thầy. Nó lắc gì con lắc luôn. Con làm A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Con lắc luôn thầy. Con lắc giết rồi thầy, con niệm Phật, con lắc luôn. Cuối cùng thầy biết.
đến khi con nghĩ niệm Phật nó không lắc nữa thầy. Rồi xong á, tới khi con niệm Phật con lắc, con chủ động con lắc luôn. Xong khi con nghĩ niệm Phật thì nó không lắc. Từ từ thầy coi con nè, bây giờ còn cổ con trở thành bình thường luôn, không có lắc gì nữa đâu. Thì thấy một câu bằng hiệu đặc biệt không? Cực kỳ đặc biệt luôn. Giống như đứa gặp một đứa bé nhỏ, đứa bé nhỏ con gái mà nó cứ niệm như nè, niệm như nè, thì như đứa gặp cháu thì đứa nói một câu: con niệm không đẹp, con thẳng cường cổ lên thì mới đẹp. Con nghe không? Con ngoan, con dễ thương, con dễ thương con phải thẳng cường cổ lên mới đẹp. Con nghĩ cũng có đẹp nghe không? Vậy mà đứa bé trai nó nghe lời những đức và thêm những đức đeo cho nó cái máy niệm Phật, vì kêu con niệm Phật con thẳng lên thì nó mới đẹp, con niệm là nó không đẹp. Vậy đó mà về nó niệm theo câu Phật hiệu, nhưng mà cần cổ nó trở lại bình thường. Nó có nhiều cái cảm ứng rất là kỳ diệu quý vị. Còn cái đứa vô chùa, đứa bé ở trong chùa nè, có một đứa bé gái, đứa bé gái trong chùa nè, nó cũng niệm đó nè, mà mấy buổi trước những đứa cũng nói gì mà không biết nó có chỉnh được hay không. Vì mỗi một con người nó có cái duyên nghiệp khác nhau quý vị. Không phải là người nào mình nói mà cũng được. Từ khi mình nói mà người ta chịu niệm Phật, người ta chân thật, người ta tin, người ta niệm Phật thì nó có kết quả. Còn có những người mình nói người ta mà người ta không nghe, không tin thì không có kết quả. Đó là những cái mà những đức nói rằng là vậy mà người ta nghe là có kết quả. Giống như cái gia đình này sanh hai đứa con gái, mà những đức kể có mấy lần rồi đó. Nó cứ bứt tóc, nó bứt đến nỗi mà muốn chụi bên, luôn. Rồi nó lấy hai ngón tay nó ngậm. Vì mà gia đình nghe Pháp, những đức chia sẻ Phật Pháp, người mẹ nói rằng con cũng nghe thầy giảng, thầy Đức nói với mẹ rằng con không được bứt tóc nữa và con không được ngậm ngón tay nữa. Con bứt tóc và ngậm ngón tay thầy không có thương con đâu, con ngoan, con phải không bứt tóc, không ngậm ngón tay. Vì ngậm ngón tay ở trong ngón tay nó sanh ra sâu, sâu nó chui vô bụng, con không có được ngậm ngón tay nữa nghe không. Nói một lần một từ đó sao nó nghĩ bứt tóc, nghĩ ngậm ngón tay. Người mẹ mừng thiệt là mừng. Nhưng Đức nói rằng quý vị có khi gia đình mình, con cháu mình nó có cái nghiệp duyên gì đó. Quý vị có sự tu tập niệm Phật, ăn chay, tu tập phước duyên, quý vị nhớ là cái phước đức nó chuyển cái nghiệp, phước đức nó chuyển nghiệp. Mình phải chân thật nhiệt tình hết mình, phúc đức nó chuyển nghiệp 100%. Chỗ này mình phải tin đó quý vị đó. Nó nghĩa là rất nhiều người mà họ bị bệnh này bệnh kia mà họ chỉ niệm Phật mà chuyển hóa được, rất là hay. Mà cái này mình phải tin nghe. Mà mỗi người thì nghiệp nặng nghiệp nhẹ, bản thân mình phải kiên nhẫn cả đời đi quý vị, là hay nhất luôn. Còn bữa đó những đức nó gặp cái ông mà cái chân ông gì đấy quý vị, nó là thời gian lâu lắm rồi, ổng phải già gì mà cái chân của nó rung như nè, hai chân nó rung như nè, hai bắp đùi đây này rung như nè, rung như nè, rung như nè, rung như nè. Vừa đó nhà Đức giảng, nhà Đức cũng có kể hai đùi cái rung gì, thì cũng nghe nhà Đức giảng ông cũng là bắt cái điều địa chung lên vậy. Thì vì biết cái điều địa chung của mình là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông lấy hai đùi ông chủ động luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông làm gì đó quý vị? Khi mà ông niệm, ông dưng niệm là giống như nó chủ động rồi. Lúc đó nó quyết định là cho cái chân rồi. Và lúc trước thì ông không muốn nó rung mà nó rung như nè. Rung như nè. Bây giờ ông chủ động luôn. Ai với đạo Phật, 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 ai với đạo Phật. Bây giờ là ông rung chứ không phải là nó rung nữa. Ông rung chứ không phải nó rung. Vậy mà cuối cùng nó chỉnh, nó chỉnh hình lại luôn. Từ từ rồi hai chân nó hết giật luôn quý vị. Ông muốn giật giật, ông không giật thì thôi, chủ động. Nên từ nơi đó mà có những cái bệnh đau niệm Phật, những cái hướng dẫn rất đơn giản mà người ta làm nó lại có kết quả quý vị.
rất đơn giản, làm có kết quả. Với thêm là những buổi chia sẻ của Pháp Như Đức nó quá vui. Khi vui quá, giảng vui quá, người ta hoan hỷ, người ta vui. Khi người ta vui rồi nó chuyển nghiệp. Thì nhớ, con người chúng ta buồn là nó tăng nghiệp, mà vui là nó chuyển nghiệp. Niệm Phật vui chuyển nghiệp, vui rồi người ta niệm Phật chuyển nghiệp. Vì để ý đi, một con người mà thường buồn phiền nó sẽ già mau. Một con người mà vui vẻ nó trẻ lại. Con người chúng ta khi bị buồn nó sẽ già đi, mặt mày sạm đen, mặt mày nhăn nheo như cái bánh bèo vậy đó, hiểu không? Nhưng mà khi quý vị vui, vui vẻ an lạc lên là bắt đầu là giống như da mặt quý vị nó đỡ xếp ly lại, con người quý vị sắc diện nó trẻ trung lại. Khi một con người mà nó buồn phiền, nó mệt mỏi mà trong lòng nó quể quải hết trơn quý vị. Ăn không ngon ngủ không yên, mặt mày mắt nó quằn đen nữa, đuối, thiệt là đuối. Những đức nói vì quý vị niệm Phật, vì nằm nghỉ gì, vì cứ dịu dịu tắm bị hít sâu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là cái điệu hộ niệm này nè, cái điệu hộ niệm này cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết rồi. A Di Đà Phật, 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 nghĩa là cái miệng cái mày hút. A Di Đà Phật, 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 diệu tâm liền, hay lắm. Còn ví dụ như mình niệm chậm nhất một mình thì hết mũi sâu giữ lại A Di Đà Phật chừng 10 câu thôi, năng lượng vị giống nó đầy đặn này. Còn nếu mà bắt cái điệu hộ niệm này thì vị dùng miệng nè. Cái câu như đức niệm lấy vì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Cái điều gì tiếng như đức niệm thì vị hút một hơi miệng giữ lại cái câu mà đại chúng niệm, vì niệm ra lại A Di Đà Phật. Vì thử vì nếu vị nằm thì nhép thôi mà hút nhẹ hơi, còn cái âm thanh thì xì hơi nhẹ ra thôi. Vì biết rằng á, nó tích tụ nguồn năng lượng lại cực kỳ nhanh luôn, và có mệt cỡ nào cũng hết mệt mau cấp kỳ. Vì sao Nhân Đức biết? Công việc Nhân Đức quý vị biết, có khi Nhân Đức mệt Nhân Đức không thể nào mà nằm nghỉ được. Chạy xe qua lại mấy điểm chùa Nhân Đức lên xe, có nhiều bữa Nhân Đức chạy, có nhiều bữa thì nhờ chú Tâm Nguyên cũng chạy. Tâm Nguyên cũng chạy xong Nhân Đức bật ghế xuống. Thì lúc đó mấy Nhân Đức niệm Phật mấy ổng không có nói chuyện gì chứ. Thì đâu Nhân Đức bật ghế xuống. Nhân Đức có cái gói nó để ngay ngực vậy. Thì Nhân Đức cứ cái điệu hộ niệm quý vị. Nhân Đức cứ vậy đó. Như đức niệm gì về tới chùa, hoặc là từ chùa Hộ Pháp đi qua chùa bên kia, là như đầy đủ năng lực, năng lượng để mà như đức chia sẻ Hộ Pháp, hồi phục cực kỳ nhanh luôn. Nên như đức nói công nhận niệm Phật nó hồi phục năng lượng nhanh, cực kỳ nhanh, hay đó. Nên quý vị nói bệnh đau gì, ung thư gì, chỉ cần quý vị biết căng thẳng thần kinh những gì, chỉ cần dịu cái tâm lại. Nhớ nghe, khi thần kinh căng thẳng đừng có căng thẳng theo, nặng nề hoặc là bực bội khó chịu là đứt thần kinh luôn. Các vị biết khi thần kinh nó căng thẳng rồi, các vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó. Giống như vị lại Quan Âm Bồ Tát đi, 500 danh hiệu, nó qua nhiều công đoạn nó mệt. Công đoạn nào mà mệt nhất, quý vị đừng bao giờ có cái vọng tưởng rằng mình phải đi ra ngoài, đừng. Mà trong lòng quý vị nghe, khi mà niệm xong một câu Quan Thế Âm Bồ Tát xong nha, thì cái lúc mà quý vị mà trạng thái mà quỳ xuống đồ này kia đó, mà những đức đang sướng đó, thì quý vị trong tâm vị nhanh nhất Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con có mệt cỡ nào con cũng cố gắng lại hết, 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con, lại hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Thầm 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 cái tâm cứ niệm cầu hoàng người ta Quán Bồ Tát gia hộ.
quý vị sẽ niệm hết dơ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi niệm xong quý vị khỏe, cực kỳ khỏe và vui, cực kỳ vui luôn. Còn trong cái lúc niệm nó qua mấy công đoạn, nó kêu quý vị đi ra ngoài đi vệ sinh đi, đi ngoài nghỉ ngơi một chút đi, mày mệt mày gần xỉu kìa, mày chết bất tử bây giờ. Nó làm nhiều cái gì quý vị mà nghe thấy bị đi ra ngoài là bị gián đoạn liền. Lòng tin về Phật Bồ Tát vị sẽ thấp xuống. Nhờ tôi nghĩ tôi vô lại à, mà vô nó lấy lại từ đầu. Còn cái này lúc mệt cỡ nào mệt, giống như quý vị leo lên một cái ngọn núi cao mà nó gặp một cái tảng đá thì quý vị phải đi từ từ, thì lúc đó quý vị phải vượt qua. Vượt qua rồi quý vị sẽ đi đến cái đỉnh núi cao nhất. Thì lại Quan Âm cũng y rang như vậy luôn, 100% quý vị nhớ kỹ nghe. Phải tin Phật Bồ Tát, yên tâm đi. Nếu mình niệm Phật niệm Bồ Tát mà mình cứ chết tại chỗ đó đi chăng nữa cũng không sao nữa, vì Phật Bồ Tát cũng tiếp dẫn mình về cực lạc. Cái tâm nhiệt tình hết mình lại Phật Bồ Tát làm gì chết. 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức nói viện biết, những đức kinh nghiệm rồi, mệt đến nỗi mà không tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được luôn. Nhiều anh em trong chùa đều nói câu nói rằng nghĩ rằng là thầy lại chỉ một buổi hai buổi thôi rồi thầy sẽ bật máy, không ngờ thầy lại hết trơn 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy mà xót ruột luôn. Nhiều Phật tử nói là thương thầy, tội nghiệp thầy, xót ruột luôn. Nhiều anh em trong chùa mà nói rằng xót ruột luôn á, nhìn mà nói là cầm lòng không nổi luôn, chịu không nổi những đức luôn, vì quá mệt mệt đến mức không tưởng tượng được. Mà những đức quyết tâm những đức lại hết trơn 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên tu học quý vị phải kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn, phải kiên nhẫn dữ lắm. Phải nhớ đó, công việc những đức nhiều. Hôm qua hứa với những quan buổi sáng chạy qua bên kia để chỉ một số máy chiếu, xong cái gặp đoàn gia đình Nhuận Chí có quay đoạn phim lại để làm kỷ niệm từ ở ở miền ngoài vô đây, nên quay đoạn phim nói chuyện. Nói chuyện xong là 9:45 này kia, xong rồi tranh thủ đi về hộ pháp để chia sẻ Phật pháp. Bây giờ những buổi giảng như đức là giảng trước một bữa thì những đức mới đi nấu ăn được. Những quan điện thoại, những đức nói để những đức chạy về hộ pháp phải giảng mấy bài pháp mới được. Để chiều những đức qua, những đức giảng pháp, những đức sẽ cố gắng qua sớm một chút. Quý vị coi công việc của những đức quá nhiều, nghĩa là phải tính khớp luôn quý vị. Quý vị biết những đức quan trọng những bài chỉ cho pháp cỡ nào chưa? Vì thấy quý Phật tử coi, bây giờ một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quá riêng một câu ai Phật niệm đến cùng, thì khi đưa lên trực tiếp và cái buổi mà đưa lên đó, trên cái trang của mình là tính ra là một ngày vậy là 10,000+ người coi. Nên những đức cố gắng làm sao những bài giảng này nó cứ là phát triển, không thể nào gián đoạn được. Những đức cố gắng hết mình ngồi với phái đoàn ở Lạng Sơn quê Nhuận Chí, có chú đó nói thầy ơi, thầy nói chuyện nhiều quá, cổ của thầy ở chừng sau này có ảnh hưởng. Những đức nói thôi mình cố gắng thôi chú, bây giờ mình làm việc được cho mọi người, đang đương thờ giúp được cho người ta thì thôi mình cực lực hết mình thôi, mình làm việc cho Phật Bồ Tát để Phật Bồ Tát sắp xếp. Nếu mình cực lực mình nhiệt tình vậy mà mình hết duyên làm rồi, hết phước làm thì thôi, chứ mình cũng đã hết lòng hết dạ rồi, làm việc cho Phật Bồ Tát mà phải tin Phật Bồ Tát sắp xếp. Những đức tin lắm quý vị, những đức hết lòng hết dạ nói chuyện mà đến mức mà nói, mà có những lúc mà có những Phật tử nói rằng trời ơi thầy nói chuyện mà có những lúc mà thầy ho một cái rồi con thấy xót xa gì đâu, mà có lâu lâu nó ho một cái, ho nặng lắm quý vị, ho đau lắm kìa, ho mà nó cuốn lên từ bụng, nó cuốn lên chảy nước mắt luôn quý vị. Khi hôm qua nói chuyện với đoàn quê Nhuận Chí Lạng Sơn mà nó ho hai cái thôi mà nó đỏ mặt chảy nước mắt, không có dễ đâu. Lâu lâu nó ho một cái gì, nó ho gì đó, rồi sau một chút những đứa cũng nói chuyện nữa. Nên trong cái cuộc đời mình mang cái thân tứ đại này quý vị, ai mà không bệnh? Nếu như mà mình không vượt lên chính mình thì đúng là mang cái thân giả này để một đời vô nghĩa. Giống như có tiền mà không xài, có của mà không dùng. Mình dùng đúng mục đích thì cố gắng. Những đức dùng cái miệng, những đức dùng đúng mục đích,
cố gắng. Nên những đức nghĩ rằng cần cổ những đức nó cũng kết duyên những đức, nó cũng hết lòng cùng chúng ta những đức. Tại những đức nhiệt tình vì người ta mà, và Phật Bồ Tát cũng gia hộ cho mình. Nên khi giảng pháp đó, nó cũng Phật Bồ Tát gia hộ nên ổn. Đó là cái điều những đức chia sẻ cho vị nghe, để mỗi một con người khi học Phật pháp niệm Phật phải có lòng tin cực kỳ với Phật, phải tin 100%. Những đức gặp bao nhiêu con người chỉ có niệm Phật nghe những đức giảng thôi mà họ có sự cởi mở, chuyển biến cực kỳ thù thắng. Nên gia đình lu bu lộn xộn, bất cứ một sự cố gì, phá thai hay là tội lỗi sát sanh gì, vì đã gặp tịnh độ, vì cái chân thật niệm Phật đi, vì nhớ cái gì? Nhớ Phật thôi. Rồi cái kiếp nạn gì đến với vị hay vui trả nợ đi, thiếu nợ thì trả đi, cứ trả đi, cứ trả đi, rồi niệm Phật. Trả nợ đi rồi nhớ Phật niệm Phật. Trả nợ đi rồi nhớ Phật niệm Phật. Rồi mọi việc sẽ qua, mọi việc sẽ qua thù thắng. Đặc biệt là những điều những đức chia sẻ để giúp cho những đức tăng thêm một cái nguồn năng lực, tăng thêm cái tâm lực của những đức mạnh dữ lắm. Những đức mong đem cái tâm lực, nguyện lực này để hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Những người đến đây lại Quán Âm, những người đến đây dự khóa tu, tất cả những Phật tử ở gia đình, ai cũng có tâm lực, nguyện lực cho cực kỳ mạnh lên. Những đức hồi hướng nguyện quý vị có tâm lực, nguyện lực vượt qua mọi khó khăn, dù trở ngại gì, buồn phiền gì, quý vị cũng niệm Phật cho vượt qua hết. Và những điều những đức chia sẻ Phật pháp là những thông điệp để gửi đến quý vị. Tự nhiên quý vị sẽ vui vẻ an lạc, những ám hưởng công đức Phật Bồ Tát gia hộ cho quý vị, để mong quý vị vượt qua khó khăn, sống vui vẻ an lạc, tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.